Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm tiếp bộ truyện Cửa hàng sủng thú siêu thần. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình nha. Chúng ta vào chuyện thôi, quá kích thích rồi. Ma Long Khuyển của Trương Hiểu chỉ dùng một chiêu là có thể đánh thương Bạch Nha Ác Hồ của Tô Yển Dĩnh. Không hổ là Trương Hiểu, người được xưng là tinh anh Trung cuộc, thực lực của Nhiên cường hãn quá mà. Còn muốn nữa không? Trương Hiểu, sinh viên năm 3 chiến sủng sư học viện Phượng Sơn. Trận đấu này không còn gì để xem nữa rồi. Hai vòng trước, Tô Yển Dĩnh cũng là một trong những hạt giống tốt trong số các tuyển thủ. Nhưng quá xui quẩy, gặp phải hai con át chủ bài của học viện chúng ta. Phần lớn tinh sủng của cô ấy đều bị trọng thương rồi, gần như không còn phần thắng nữa rồi. Quá yếu ớt, đối với cục diện chắc chắn thất bại lại không nghĩ đến việc bảo toàn thực lực của bản thân. Còn liều mình như vậy, đúng là chẳng có chút tư duy nào. Cô là người ngoài cuộc, lúc nào mà chẳng tỉnh táo. Kết quả thi đấu lần này liên quan đến việc em ấy có đủ tư cách để tham gia chiến đội khai hoang hay không. Đương nhiên không có chút tỷ lệ thắng nào, cũng chỉ có cách liều một phen thôi. Chúng ta hãy cùng xem Tô Yển Dĩnh sẽ chuẩn bị ứng phó thế nào trước hoàn cảnh như thế này đây. Là chấp nhận thua hay chiến đấu tới cùng? Sao lại thất bại nhanh như vậy? Sau khi bị thua trận lần trước thì Bạch Nha Ác Hồ của Tô Yển Dĩnh tuy đã được trị thương, nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Lần này lại bị thương, hy vọng giành chiến thắng của trận đấu này gần như bằng không. Không lẽ cuộc sống 3 năm ở học viện phải kết thúc thế này sao? Ha, cô chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi. Ma Long Khuyển, cho cô ta chút mặt mũi nhé. Trương Hiểu ra tay rồi, Viêm Long Chi Hỏa. Địch nhân lúc Bách Nha Ác Hổ chưa hồi phục, đã liền tấn công để kết thúc trận đấu. Tôi nhận thua. Úi mẹ ơi, con tưởng đón tấn công đó sẽ nổ đến tận đây chứ. Ha ha ha, yên tâm đi, lá chắn của khán đài là do trọng tài cấp cao điều khiển, không phải là một thứ mà một học sinh có thể đánh vỡ đâu. Trọng tài đã ra tay, Tô Yển Dĩnh đầu hàng. Chúng ta hãy chúc mừng Trương Hiểu chiến thắng trận đấu này. Hừ, chỉ chút xíu nữa, coi như cô may mắn. Đợi trận tới đi, làm sao giờ? Bây giờ chỉ còn mỗi Lôi Quang Thử có thể lên sân đấu thôi. Nhưng sau khi quay về từ cửa tiệm súng thú kia, Lôi Quang Thử chỉ ăn mấy thực phẩm rác rưởi kia. Chẳng lẽ là bị cửa tiệm đó làm hư rồi? Trạng thái này của nó, mình có nên để nó lên sân đấu không? Không được, đến cả Bách Nha Ác Hồ cũng không thể đánh lại thì sao mình có thể để nó bị thương được? Quý vị, theo như quy tắc của cuộc thi, Tô Yển Dĩnh bây giờ chỉ còn lại Lôi Quang Thử có thể chiến đấu. Thật sự phải để nó lên sàn đấu ư? Cho dù mình đã nắm vững được bí kíp chiến sủng sư, tăng cường sức mạnh cấp 3, cũng chỉ có thể khiến chiến lực cấp 1 của Lôi Quang Thử tạm thời lên cấp 3 mà thôi. Ai cũng biết nếu để Ma Long Khuyển cấp 3 đối đầu với Lôi Quang Thử cấp 1, thì nhất định là một trận đấu ngược đãi từ một phía. Ha ha ha, Tô Yển Dĩnh đừng sợ, cứ liều thử một phen đi, biết đâu lại được. Xuống đi, ha ha, chó của Trương Hiểu có thể cắn chuột đấy. Ha ha, xuống đi, xuống đi, xuống đi, cách biệt thực lực quá lớn. Mình không thể để Lôi Quang Thử liều chết một cách vô ích được. Xem ra đành phải dừng ở đây thôi, tôi đầu. Ê, Lôi Quang Thử lên sàn đấu rồi. Xem ra Tô Yển Dĩnh đã chuẩn bị chiến đấu một trận vô nghĩa rồi. Trận đấu xin được phép bắt đầu. Mày, 3, 2, may mà mày tự lên sàn đấu, nếu không sẽ không có ý nghĩa gì nữa. 1, Ma Long Khuyển, thiêu cháy con chuột rác rưởi đó cho ta. Bắt đầu. Hừ, trạng thái đó là, chẳng lẽ nào, Lôi Quang Thử, dùng tốc độ sấm sét tránh đòn tấn công. Chít. Lôi Quang Thử, là do mình nghĩ quá nhiều rồi. Lôi Quang Thử bị Ma Long Khuyển tấn công nằm dưới đất rồi. Đối diện trước thế cục bại trận này có một câu nói vô cùng hay. Mặc dù chạy trốn vô cùng mất mặt, nhưng có tác dụng, nhưng chạy chậm cũng không được. Ma Long Khuyển, lên từ từ giày vào nó cho ta. Xé nát. Ma Long Khuyển chuẩn bị tấn công cự ly gần. Xem ra Trương Hiểu không định nhanh chóng kết thúc trận đấu. Cậu ta đây là muốn từ từ cho con chuột này một bài học không thể quên được. Chết rồi, cường hóa sức mạnh cấp 3, tốc độ sấm sét, nhanh tránh đi. Cái gì? Tốc độ sấm sét có thể nhanh như vậy sao? Hừ, thú vị rồi đấy. Lôi Quang Thử tránh được rồi. Ngay lúc này, mau tấn công. Không nhìn nhầm chứ, chiêu này là Lôi hệ cấp 7, Lôi loạn. Đây là thứ gì vậy? Lôi Quang Thử cấp 1 lại có thể sử dụng Lôi đoạn kỹ năng cấp 7. Đúng là hậu sinh khả úy, phó hiệu trưởng Đồng à. Ha ha, không, không thể nào. Toàn thể im lặng, là Lôi đoạn Lôi Quang Thử của Tô Yển Dĩnh lại nắm vững kỹ năng cấp 7. Điều này đúng là không thể tin nổi mà. Chúng ta hãy chúc mừng cho người thắng trận này là Tô Yển Dĩnh. Tôi nhớ phẩm cấp của Lôi Quang Thử là cấp 1 mà. Sao lại có thể học được kỹ năng cao cấp này, trời ơi. Đúng là không thể nào tin nổi mà. Đây là vận may gì vậy? Đó là kỹ năng cấp 7 đấy. Không phải giả đâu. Trời má, kỹ năng này mạnh như vậy, lại bị Lôi Quang Thử này linh ngộ được. Đúng là thật lãng phí mà. Chuyện gì vậy? Lôi đoạn cấp 7, Lôi Quang Thử sao lại mạnh như vậy? Rõ ràng mấy ngày trước còn. Đợi đã, chẳng lẽ nào là do cửa tiệm sủng thú kia làm? Trừ khi chủ cửa tiệm kia là cao thủ ẩn náu trong truyền thuyết, mặc dù nhìn chẳng giống tí nào. Hắt xì, con chó chết tiệt, đừng có đi lung tung. Kỳ lạ, hình như có ai đó vừa nhắc đến mình thì phải. Kính chào quý khán giả, trận chiến này chắc chắn sẽ được ghi chép vào lịch sử thi đấu của học viện. Và quý vị sẽ là người chứng kiến kỳ tích ấy. Chỉ một sủng thú cấp 1 lại có thể nắm vững kỹ năng cấp 7. Ở học viện Phượng Xuân này, không, phải là cả thành phố Long Giang này cũng chưa từng có tiền lệ.
Đáng lý ra mình phải nghĩ tới từ trước mới phải. Trận đấu quan trọng thế này sao có thể cho thứ vô dụng tới nạp mạng được. Trận đấu này hòa 1-1, tuyển thủ hai bên chuẩn bị tiến hành quyết chiến sinh tử lần cuối. Rốt cuộc Trương Hiểu có thể tìm ra đối sách đánh bại Lôi Quang Thử hay không đây? Tô Yến Dĩnh, cô rất khá đấy. Hay là Tô Yến Dĩnh và Lôi Quang Thử của cô ấy sẽ giành chiến thắng. Nhưng cũng chỉ đến đây mà thôi, mau ra đi, nhan tê thú. Lôi đoạn sẽ không có tác dụng gì đâu. Không hay rồi, đây là sủng thú hệ địa, trước kia chưa từng thấy hắn sử dụng. Đây nhất định là con át chủ bài của hắn. Đó là sủng thú hệ địa cấp 4. Nhan tê thú, chênh lệch liền 3 cấp, hơn nữa thuộc tính cũng tương khắc nhau. Trận này em rằng Lôi Quang Thử là lành ít dữ nhiều rồi. Lôi Quang Thử lựa chọn chiến đấu, nó không hề sợ đối thủ. Trận đấu lập tức được bắt đầu. Nhìn Trương Hiểu thì chắc em ấy đang chuẩn bị lấy thực lực mạnh nhất ra rồi. Tên nhóc đó lại không hề lo sợ. Nhưng trận đấu này ta cảm thấy không còn gì để bàn cãi nữa rồi. Chỉ cần không bị khống chế huyết mạch, thuộc tính tương khắc là sẽ thắng chắc rồi. Nếu nó chỉ có thực lực cấp 1, sử dụng xong kỹ năng cấp 7 mà còn có thể đứng dậy nổi. Ngươi thấy nó bây giờ đang tràn đầy ý chí chiến đấu. Ta nghĩ nó chưa phát huy toàn bộ sức mạnh của mình đâu. Trận đấu bắt đầu, gia tăng sức mạnh cấp 2, gia tăng tật phong cấp 2, tăng độ kiên cố cấp 3. Đấy là kỹ năng sủng thú nhan tê thú của Trương Hiểu. Lúc này đã mạnh lên rất nhiều. Giờ đây nhan tê thú ít nhất cũng có thể phát huy được thực lực cấp 5. Áp lực mạnh quá, mình cũng phải cho Lôi Quang Thử. Không hay rồi, khoảng cách xa quá, không thể dùng được kỹ năng cường hóa sức mạnh. À, là tuyển thủ Tô Yến Dĩnh sai sót sao? Lôi Quang Thử vẫn chưa gia tăng cường hóa mà đã chiến chính diện với nhan tê thú. Con chuột chết tiệt, để nhan tê thú của ta đẫm bẹp ngươi đi. Lôi Quang Thử lại biến thành hai con sông qua hai bên chân của nham tê thú. Lôi ảnh tàn tượng, chuyện này không thể nào. Là lôi ảnh tàn tượng, trời ơi, đó lại là kỹ năng cấp 7. Ha ha, thú vị đấy, chiến đội của ta phải giành lấy Tô Yến Dĩnh này. Lôi Quang Thử không hề giao chiến với nham tê thú, mà là trực tiếp xông đến vị trí của Trương Hiểu. Đây là định đánh giặc thì phải bắt vua trước ư. Lôi Quang Thử, tấn công thì phải tấn công vào chỗ chúng không phòng bị. Nhớ lấy, lúc nào cũng phải quan sát kẻ yếu trên sàn đấu ưu tiên giải quyết trước, khiến cho đối phương giảm bớt sức mạnh. Chít, mẹ nó, ngươi đừng qua đây, tinh thuẫn cấp 3, lôi đoạn. Lôi Quang Thử và tàn tượng lại đồng thời sử dụng lôi đoạn. Tinh thuẫn của Trương Hiểu hoàn toàn bị đánh vỡ khi vừa được sử dụng. Với sức tấn công này thì tuyển thủ Trương Hiểu có thể rút lui an toàn không? Là trọng tài phong thần điều ra tay, Trương Hiểu hình như đã mất đi ý thức. Trận thứ 3 Trương Hiểu thua, trọng tài, Tô Yến Dĩnh thắng. Chúng ta hãy vỗ tay chúc mừng cho Tô Yến Dĩnh giành phần thắng vượt qua vòng loại. Vương Thử, Tô Yến Dĩnh, Vương Thử. Mình không nằm mơ chứ, ngoài lôi đoạn ra, nó còn học được lôi ảnh tản tượng. Vương Thử, Tô Yến Dĩnh, nhất định là thế rồi, chắc chắn là do tiện sủng thú đó làm. Cao nhân đứng đằng sau cửa tiệm đó thật là thâm sâu khó lường. Nhìn thì bình thường không có gì lạ, ai biết được lại là đại lão tuyệt thế. Phải kiếm được 1 vạn trong 7 ngày. Hai, chỉ dựa vào nuôi gửi thì không thể được. Hiện tại bồn tiệm chỉ phục vụ 3 loại nuôi gửi, cho thuê, bán lương thực. Kể từ lúc ký chủ không mua, đơn vị nuôi dưỡng thì hiện tại 2 con ký chủ gửi cho bồn tiệm đều là phế phẩm được hệ thống tặng. Do đó mỗi 1 giờ thu phí nuôi gửi là 10 điểm. Vậy cho thuê và bán lương thực thì sao? Dịch vụ cho thuê sủng thú đều dựa vào cấp bậc chiến lực tư chất đánh giá tổng hợp để cho thuê. Hiện tại ký chủ chưa có sủng thú, không thể đánh giá. Bán lương thực cần phải đích thân ký chủ đi khu vực bồi dưỡng để thu gom, dựa vào phẩm chất lương thực để định giá. Loại thứ nhất không tính tiền thì thôi đi, loại thứ hai mình lại không có tư cách, đành phải chọn cái thứ ba vậy. Hệ thống, lương thực sủng thú có thể hái được ở toàn bộ khu vực bồi dưỡng, hay chỉ có khu vực nguy hiểm như Lôi Đình Vân Hải Giới mới có? Toàn bộ khu vực bồi dưỡng đều có, Lôi Đình Vân Hải Giới chỉ là một trong vô số khu vực bồi dưỡng cấp cao. Ngoài ra, cấp bậc khu vực càng cao thì khả năng thu thập được lương thực quý hiếm càng nhiều. Nhiệm vụ bồi dưỡng 3 ngày trước chỉ lo huấn luyện với chuột. Uổng phí cơ hội thu thập lương thực ở khu vực bồi dưỡng cấp cao 3 ngày trời, cứ thế này mãi cũng không được. Trong 3 ngày nhất định phải trở thành chiến sủng sư. Hệ thống, mở danh sách khu vực bồi dưỡng. Khu vực bồi dưỡng đỉnh cấp cần 1.000 điểm năng lượng, khu vực bồi dưỡng cao cấp cần 100 điểm năng lượng, khu vực bồi dưỡng sơ cấp cần 1 điểm năng lượng. Điểm năng lượng còn lại, 1. Chỉ có thể đi khu vực bồi dưỡng cấp thấp nhất. Lần trước nếu mà hái một cây thảo dược về thì cũng không đến nỗi thảm thế này. Là một ký chủ đạt tiêu chuẩn thì phải có tính tự giác thu thập tất cả mọi thứ liên quan đến sủng thú. Đã phân bố ký chủ đến khu vực phù hợp nhất, bạn có muốn vào không? Khu vực bồi dưỡng sơ cấp năng lượng cần 1. Vực ngoại tinh vân, khu vực 1002. Ký chủ đạt tiêu chuẩn ư? Hiểu rồi, mình không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào tăng cấp sủng thú. Đi vào, thí chủ đã kết nối với vực ngoại tinh vân, khu vực số 1002. Nhận được một không gian tân thủ lập phương, bên trong có 3 lần vạn cổ hoa thảo, giám định thuật tạm thời, thông qua ý niệm có thể tùy ý lấy ra. Thời gian tìm kiếm lần này là 1 ngày, có 30 lần miễn phí tử vong, chúc bạn may mắn. Dùng ý niệm là được sao? Lấy giám định thuật, sử dụng.
Thạch hoa đậu hiếm thường gặp, cách dùng. Sau khi sủng thú hệ nhan thạch uống có thể nhận được một ít hiệu quả trị thương. Kinh cúc thảo, đậu hiếm thường gặp, cách dùng. Có thể chế tạo ra đệm nằm cho sủng thú cấp thấp. Phượng hoàng mộc, đậu hiếm thường gặp, cách dùng. Sủng thú ăn quả của nó, có thể hồi phục một ít thể lực. Không có nguy hiểm gì thì chỉ có thể hái được sủng thực đều là thực phẩm hồi phục giá thấp. Cầu thảo nha, đậu hiếm thường gặp. Bàn thạch xa, thuộc tính hệ điện, cấp bậc dưới cấp 8, chiến lược 8.1, từ chất, loại kém, năng lực cuốn chặt, xả nước. Địa lôi bạo trích, bảo vệ đại địa, đó là nham chu của, độ hiếm, hiếm gặp, cách dùng. Dùng trường kỳ có thể gia tăng kỹ năng sát thương hệ hỏa, là thực vật mà tinh sủng hệ hỏa thích nhất. Của nhiên sủng thực có thể bán được giá cao thì sẽ sống ở những nơi nguy hiểm nhất, còn không gian cất giữ của mình thì lại có hạn. Vậy thì phải thấy cái nào đắt nhất thì hái. Không gian tân thủ, cất giữ, số lần hồi sinh còn lại 29. Cho dù chết bao nhiêu lần thì hồi sinh bấy nhiêu lần cũng đáng. Đã sử dụng hết số lần hồi sinh. Đang rời khỏi khu vực bồi dưỡng, hộc hộc, ngày hồi sinh 30 lần đúng là có chút quá sức, nhưng những thứ này đều không thành vấn đề, tiếp theo cho toàn bộ lên giá thôi. Hai, bảo bối của ta à, người đã một tuần không ăn gì rồi, giờ phải làm sao đây? Ông nội, đây là sủng thực điểu thú đắt nhất trên thị trường hiện nay, chỉ cần cho tiểu hỏa nếm thử là đảm bảo nó sẽ hồi phục lại khẩu vị thôi. Thành viên chiến đội Hắc Lang, Phạm Ngọc Kinh. Thật vậy sao? Mau cho nó nếm thử đi. Nào tiểu hỏa ngoan, mở miệng ra nào. Khục khục, đây là máu đen. Anh, đến cả U Minh Thiên Túc Trùng, tiểu hỏa cũng không chịu ăn. Mau, mau liên lạc với bệnh viện tinh sủng cao cấp nhất thành phố mau. Chứng bệnh này của tiểu hỏa là do phệ tâm ký sinh trùng ký sinh rồi. Không thể trì hoãn nữa, muộn là chết tòi mất. Vậy mau, mau mời bác sĩ đến nhanh. Lão Phạm à, tiểu hỏa của chúng ta được cứu rồi. Bà nội, tiểu hỏa bệnh rồi, bây giờ phải đi lên thành phố khám. Hả, bệnh gì? Gì vậy, tiểu hỏa ăn đồ rồi, quả nhiên đúng như lời ông chủ đó nói, xích chu điều thuộc tính trí thuần trí cang, nếu ăn sủng thực có thuộc tính quá phức tạp, nhẹ thì biếng ăn, nặng thì sẽ nôn ra máu, chỉ cần cho xích chu điều ăn xích nham của đúng giờ, tình trạng sẽ tốt lên thôi, nếu vẫn không đỡ thì lại đến tìm tôi. Anh, chẳng lẽ nào là do chúng ta cho ăn nhầm sủng thực, đừng có tin lời ông chủ đó nói bậy bạ, sủng thực phân thuộc tính, chưa nghe nói đến bao giờ, bà nội, sủng thực này bao nhiêu tiền, 130 một viên. 130 một viên, cái hộp này tổng cũng 12 viên thì cần hơn 1.500 tệ. Nơi này đâu phải là thành phố đâu, làm gì có sủng thực đắt như thế. Cửa hàng đó chắc chắn là lừa đảo. Cháu nghe nói có một số cửa hàng lừa đảo dùng một số chất hóa học đặc biệt trộn vào sủng thực, khiến cho sủng thực có mùi vị ngon hơn, khiến cho sủng thú kém ăn. Một khi không ăn thì sẽ trở nên phát điên lên, nhưng nếu dùng lâu dài cuối cùng thì sủng thú có thể sẽ chết. Cái gì? Bà nội, cửa tiệm này ở đâu? Tên là gì? Cháu đi tìm hắn hỏi cho ra lẽ. Hình như tên là gì ấy nhỉ? Cửa tiệm sủng thú tinh nghịch. Gian thương, mày khai thật mau. Mày trộn thêm gì vào thức ăn cho sủng thú? Thức ăn cho thú cưng, tôi hẳn chỉ bán một phần. Chắc hai người này đang nói về của Chu Nham. Chẳng lẽ thức ăn cho thú cưng dưỡng trong đất có vấn đề? Vị khách hàng này, thức ăn thú cưng của cửa hàng thuần thiên nhiên, không có chất phụ gia, sau khi xích chu điều kia dùng của Chu Nham, có phản ứng xấu, không thêm gì, nếu đồ mày bán không có vấn đề, sao lại khiến thú cưng chán ăn muốn ăn không ngừng, tốt nhất mày nên thành thật khai báo đi, tao đã sớm thấy tiệm này có vấn đề, lúc trước trong tiệm còn vãi phân khắp nơi, giờ lại bán được thức ăn thú cưng với giá cao, mấu chốt là mấy đồ này tao chưa nghe tên bao giờ, chậc, phân xưởng đã độc ác như này, trên mạng không bị phơi bày, giết người bằng thức ăn thú cưng, thêm chất kích thích ăn kém chất lượng cũng không chừng. Anh chúng ta đừng nhiều lời với hắn, bảo bạn ở hiệp hội thức ăn thú cưng của anh đến điều tra hắc điếm này đi. Được, cô dám nói nơi này là hắc điếm, nói không có bằng chứng, phiền lấy chứng cứ ra. Sao khí thế của người này lại trở nên mạnh vậy, vừa rồi dọa người thật, dám đụng đến em gái tao, mày muốn chết à? Khự, ăn, này, sao lực lượng của tên này đột nhiên mạnh vậy? Tuyên bố nhiệm vụ lâm thời, cửa hàng bị bôi xấu vô lý, mời ký chủ chứng minh trong sạch, chứng minh thức ăn cho thú cưng không có vấn đề, giữ gìn danh dự cửa hàng không chịu nửa điểm tổn thất. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng cơ hội tiến vào vị diện bồi dưỡng tùy ý một lần. Số lần tử vong, vô hạn, thời gian tiến vào, 5 ngày, nhiệm vụ thất bại, ký chủ bị trừ 10 điểm. Hừ, ông chủ này nói không lại còn động thủ. Đi thôi, tôi sẽ không đến tiệm này nữa. Nếu không giải thích rõ ràng, không chỉ bị trừ điểm, còn sẽ ảnh hưởng đến khách hàng sau này. Mọi người, đừng ầm ĩ, tôi cam đoan thức ăn cho sủng thú cưng của cửa hàng tuyệt đối an toàn. Mọi người đã nghi ngờ cửa hàng, vậy tôi chỉ đành bộc lộ tài năng. Ha, còn bộc lộ tài năng, cuối cùng cũng lòi đuôi, hắc điếm, tranh thủ thời gian đóng cửa, chỉnh đốn đi, đúng đóng cửa đi, gian thương, đóng cửa, yên lặng, có ai mang thú cưng hệ thủy cấp thấp theo không? Tôi, mang theo, triệu hồi ra đây, được, thú phun nước, thuộc tính, thú cưng hệ thủy, đẳng cấp, cấp 1, chiến lược, cấp 1, từ chất, kém, kiểm soát năng lực, phun tì nước, bong bóng thanh lọc, mày muốn làm gì? Đây là của Lam Nguyên, có phải thức ăn kém chất lượng hay không xem là biết.
Quả lam nguyên, ai từng nghe chưa? Rất giống quả lam bì trong cửa hàng thú cưng siêu phàm, nhưng đó là để chị táo bón cho thú cưng. Ha ha ha. Thú phun nước bị sao vậy? Ánh sáng này chẳng lẽ là thăng cấp? Thú phun nước, thuộc tính, thú cưng hệ thủy, đẳng cấp, cấp 2, chiến lực, cấp 1 bập trung tư chất, kém, kiểm soát năng lực, phun tì nước, bong bóng thanh lọc. Quả lam nguyên có thể khiến thú cưng hệ thủy cấp thấp thăng cấp, xem ra bồi dưỡng thức ăn thú cưng không giả. Có điều, thú cưng này tăng 1 cấp, chiến lược lại chỉ tăng nửa cấp, tư chất đáng lo thật. Lúc đẳng cấp thú cưng được nâng cao, sẽ bổ sung chút chiến lược tăng, bổ sung càng ít, tư chất phán đoán càng chênh lệch, ngược lại thì tư chất phán đoán càng cao. Đồng thời huyết thống thú cưng cũng phân chia theo giai cấp huyết thống mang ý nghĩa thú cưng có thể tăng chiến lược cơ sở tự nhiên đến đẳng cấp vốn có theo tuổi, đẳng cấp tăng trưởng. Ví dụ, thú phun nước có huyết thống cấp 3, dù không chú tâm bồi dưỡng sau khi thành niên, cũng sẽ tự trưởng thành đến chiến lược cấp 3, nhưng nếu muốn tiếp tục thăng chiến lược, nhất định phải tiến hành bồi dưỡng. Tăng cấp rồi, giờ tăng cấp đơn giản vậy sao? Nhìn ngoại hình phun nước thú này, chắc chắn đã thăng cấp thành công, nhưng bảo vật có thể giúp thú cưng tăng cấp, mình chỉ nghe nói từng xuất hiện ở nhà kho khai hoang của liên bang. Nếu đúng như vậy thì thân phận bối cảnh của chủ tiệm này thật đáng sợ. Tăng cấp thật, anh không trộm đánh cháo đấy chứ? Anh, xin lỗi, là chúng tôi mạo phạm, anh đang làm gì vậy? Là chúng tôi có mắt không tròng, mong ngài tha thứ. 8.700 một viên, chắc giá, tôi làm ăn không chọn người. Được được, tiểu ngư, mau trả tiền. Tiền của tôi, bảo bối giúp thú cưng tăng cấp bán có 8.700 đã rẻ lắm rồi, chi bằng nói là giá của cải trắng. Giá tiền này vẫn thấp như cũ, mình liều mạng mới thu hoạch được thức ăn thú cưng, lại có giá rẻ như thế. Này hệ thống, thật sự không thể tăng giá sao? Mấy thức ăn thú cưng cực phẩm này bán rẻ quá, định giá hợp lý, không thể sửa đổi. Một lần cảnh cáo nguyền rủa, thú phun nước của em gái anh tư chất quá thấp, cần dùng là thất thải Phật tâm cải thiện. Ngoài ra, xích chu điều cũng cần dùng của nham chu lâu dài mới có thể khôi phục hoàn toàn. Kiến nghị nên mua thêm. Được được, tiểu ngư, mau thanh toán, thật sự có hiệu quả, còn lời như vậy luôn. Không phải đang marketing chứ, có muốn mua thử chút không? Không đắt tí nào, tăng cấp sẽ có lợi lớn. Ông chủ, bán tôi một chút thức ăn thú cưng với. Này này, tôi tới trước, mọi người đừng nóng vội, cứ lần lượt. Ông chủ tôi cũng muốn. Ông chủ, kiểm tra thấy trong tài khoản có 31.560, đã chuyển hóa toàn bộ thành 315 điểm năng lượng. Hoàn thành nhiệm vụ lâm thời, thử một lần cơ hội tiến vào bồi dưỡng tùy ý năm nay. Cuối cùng cũng thoát nghèo, tích đủ tiền mua dung dịch thức tỉnh này rồi. Hệ thống, mở cửa hàng, dung dịch thức tỉnh, vòng bay thú sơ cấp, lương thực thú cưng sơ cấp, mua, chỉ cần một bình nước thuốc nhỏ như này thật sự hiệu quả. Ưng ực, đã mua rồi, làm xong lại nói. Rốt cục, cũng thành chiến sủng sư. Đây chính là lực phản ứng của cấp bậc chiến sủng sư sao? Còn dư 215 năng lượng, xin hỏi có muốn thăng cấp linh chỉ sinh dưỡng hỗn độn không? Linh chỉ sinh dưỡng hỗn độn cấp 1 cần 10 điểm năng lượng một lần, có đại khái tỷ lệ sinh dưỡng thất bại, xác suất nhỏ sinh ra thú cưng huyết thống cấp thấp, xác suất cực nhỏ sinh ra thú cưng huyết thống cấp trung. Mà đang đến cấp 2 cần 100 điểm năng lượng một lần, sinh dưỡng cũng cần 100 điểm năng lượng, có xác suất sinh dưỡng thất bại, xác suất sinh ra thú cưng cấp thấp, xác suất nhỏ sinh ra thú cưng cấp trung, xác suất cực nhỏ sinh ra thú cưng cấp cao. Không tăng cấp mà chọn trực tiếp sinh dưỡng, dù nhiều cơ hội nhưng cao nhất cũng chỉ ra cấp trung, rủi ro quá cao. Đang tạo linh chỉ sinh dưỡng hỗn độn cấp 2, năng lượng còn dư 115 điểm, thành hay bại ở ngay lúc này. Sinh dưỡng linh chỉ hỗn độn cấp 2 sinh dưỡng thành công, sẽ là sủng thú gì đây? Đây là tiểu khô lâu. Tiểu khô lâu đẳng cấp, cấp 1, thuộc tính sủng thú hệ ác ma, chiến lược, cấp 1, tư chất, kém, kỹ năng, nắn lại chân tay bị gãy, sủng thú cấp thấp nhất trong hệ ác ma, có lẽ chỉ có người vô dụng mới buộc phải mang theo nó, tốn 100 năng lượng để lấy được thứ này, không phải đang khen người đâu, hoàn thành nhiệm vụ sinh dưỡng, thu hoạch một quyển sách kỹ năng chiến sủng ngẫu nhiên, kỹ năng chiến sủng sư sơ cấp, sát ý, tiêu hao lượng tinh thần lực nhất định. Gợi lên sát lục chi tâm của sủng thú, tiến vào trạng thái cuồng bạo, khiến sủng thú dù trọng thương cũng có thể duy trì công kích mãnh liệt. Trong tu luyện cấp cao cường giả như mây, chỉ sợ nhiều thuộc tính cơ sở cũng khó thoát vận mệnh bị miểu sát, mà sát ý vừa lúc thích hợp chiến đấu, lấy nhỏ thắng lớn, hay, vậy cũng không lỗ lắm. Kiểm tra thời ký chủ đã đạt điều kiện, phát động nhiệm vụ chủ tuyến mới, vui lòng bồi dưỡng một sủng thú của bản thân đến tư chất trung cấp thượng đẳng. Ban thưởng nhiệm vụ lực lượng sao hỗn độn, thời hạn 7 ngày, nhiệm vụ thất bại trừ 10 điểm tích lũy, tư chất trung cấp thượng đẳng. Chuột lôi quang thuộc tính yêu nhiệt như vậy, tư chất mới đến trung cấp hạ đẳng, mà tiểu khô lâu tư chất kém, thậm chí còn không bằng hạ đẳng. Khoảng cách độ khó của nhiệm vụ lớn quá, muốn mình biến phế thành bảo chắc. Kén két, ngươi là quan quá nhỉ? Ông chủ, có khách. Giọng nói quen tai ghê. Ông chủ có đây không? Ông chủ, trong xó xỉnh này còn đi mở cửa hàng sủng thú. Sao lại là cô? 108 tệ, có chuyện cần làm. Tôi tên Tô Yển Dĩnh. Không phải 108 tệ. Còn nữa ông chủ, biểu hiện hôm qua của lôi quang thử khác hẳn trước kia. Có phải anh làm gì nó không? Chẳng lẽ sủng thú lại có vấn đề? Không làm gì hết,
chỉ đi tản bộ hoạt động chút thôi. Ngươi nói đúng không? Lôi Quang thử, hoạt động một chút, cũng chính là thừa nhận bồi dưỡng chuột Lôi Quang. Nhưng chuột Lôi Quang đến chó ma lòng cấp 4 còn không sợ, lại run rẩy trước mặt ông chủ. Rảnh rỗi thì lại hoạt động một chút đi, chẳng lẽ thực lực của hắn đã cấp 5? Không, lực áp bách này có thể là cấp 6 trở lên. Dính dính, nhìn ông chủ này không có gì đặc biệt, cửa hàng cũng vừa nhỏ vừa thiếu hơi người, cô chắc là không đi nhầm chứ. Suýt, hiện tại không tiện giải thích, tóm lại ông chủ này rất có thể là cường giả cấp 7. Chọc giận hắn, mạng nhỏ của chúng ta khó giữ. Sao nhìn ra được vậy? Hệ thống không tuyên bố nhiệm vụ lâm thời, hẳn là không liên quan lớn đến sủng thú. Sao, các cô cũng định chê tôi thu phí đắt? Cảnh tượng trong đầu tôi yển dĩnh. Sao, các cô cũng định chê tôi thu phí đắt? Thu phí, đúng, Lôi Quang thử được bồi dưỡng mạnh như vậy, sao có thể chỉ trị giá 108 tệ? Chắc ông chủ đang thăm dò thành ý của mình. Ông chủ, đây là chút tâm ý của tôi, mong ngài nhận cho. Cửa hàng sủng thú tiểu tinh nghịch, 1.000 tệ, xác nhận chuyển khoản thất bại, đối phương từ chối chuyển khoản. Xảy ra chuyện gì? An, nói đùa gì vậy? Không phải là ngại ít quá chứ? Vậy thế này thì sao? Đã chuyển khoản 5.000 tệ cho cửa hàng sủng thú tiểu tinh nghịch. Chập, chuyển khoản thất bại, đối phương từ chối chuyển khoản. Vẫn chưa đủ, cô đang làm gì? Liên tục chuyển tiền. Nhạc Nhạc, giúp tôi với, chuyện này rất quan trọng với tôi. Biết rồi, thật hết cách với cô mà. Đây là cơ hội làm quen đại lão hiếm có. Không thả con săn sắt, sao bắt được cá rô? Đã chuyển khoản 10.000 tệ cho cửa hàng súng thú tiểu tinh nghịch. Chuyển khoản thất bại, đối phương từ chối chuyển khoản. Càng ngày càng không vui, biểu hiện của ông chủ, tôi không tin, liều mạng với anh. Đã chuyển khoản 100.000 tệ cho cửa hàng sủng thú tiểu tinh nghịch, 10 vạn, phú bà ở ngay cạnh mình. Mau, mau để tôi nhận. Cấm ký chủ lấy danh nghĩa cửa hàng phục vụ nhận tiền ngoài định mức, cửa hàng định giá không thể sửa đổi, đã tự động từ chối chuyển khoản nhân 4. An, vẫn chưa đủ, chuyển khoản thất bại đối phương từ chối chuyển khoản. Là, chúng tôi có mắt không chồng 10 ngày ra giá đi. Khụ, không cần, có chuyện cứ nói, nếu còn tiếp tục mình sẽ bị hệ thống chọc tức chết mất. Vậy mà lại không muốn gì, thế đạo này vẫn có người trẻ tuổi lại có thực lực, còn không màng danh lợi, còn ở ngay cạnh mình, không dám giấu giếm. Mấy ngày sau tôi muốn tham gia thi đấu, nhưng sùng thú khác của tôi đều đã trọng thương. Tôi ký thác hy vọng cuối cùng lên chuột Lôi Quang, mong ngài bồi dưỡng nó 3 ngày nữa. Ế, Lôi Quang thử lại quay lại, lần này luyện cấp cho Tiểu Khô Lâu dễ hơn rồi. Kiểm tra được khách hàng có nhu cầu bồi dưỡng sủng thú, mở sớm phục vụ sơ cấp bồi dưỡng sủng thú, ký chủ dựa theo giá phục vụ bồi dưỡng tiếp thu đơn đặt hàng. Sủng thú cấp 1 đến cấp 3 phí bồi dưỡng 1 vạn, sủng thú cấp 4 đến cấp 6 phí bồi dưỡng 6 vạn, sủng thú cấp 7 đến cấp 9 phí bồi dưỡng 100 vạn, vương thú phí bồi dưỡng 1.000 vạn. Bồi dưỡng kiếm nhiều tiền vậy luôn. Chẳng qua trước mắt chỉ tiếp được đơn đẳng cấp từ 3 trở xuống. Cần bồi dưỡng sủng thú hả? Cửa hàng bồi dưỡng 3 ngày phí 1 vạn. 1 vạn, dù không rẻ lắm, nhưng nếu có thể bồi dưỡng chuột Lôi Quang được như lúc trước thì cũng xứng đáng. Không, không đúng. Trình độ bồi dưỡng thế này mình chiếm lời lớn. Không vấn đề thành giao. Đây quả là một cửa hàng có lương tâm. Thế mà lúc trước không biết bỏ lỡ nhiều cơ hội bồi dưỡng như vậy. Thiệt chết mất. Kiểm tra tài khoản có 10.000 tệ. Đã chuyển thành 100 điểm năng lượng. Điểm năng lượng trước mắt, 115. Ngoài việc bồi dưỡng, xin hỏi còn cần phục vụ gì không? Phục vụ gửi nuôi của cửa hàng còn có thể tiện trị chút thương thế. Gửi nuôi còn có thể trị thương. Đi bệnh viện tinh sủng vừa xa còn đắt hơn gửi nuôi. Ông chủ, tôi muốn gửi nuôi. Vậy mời cô triệu hồi sủng thú muốn gửi nuôi ra. Đi, ông chủ, chính là ba con này. Chật quá, kiểm tra thấy có khách hàng đưa ra nhu cầu gửi nuôi. Vì ngăn ngừa ảnh hưởng danh dự, cửa hàng đề nghị ký chủ mau tăng cấp rãnh gửi nuôi. Hờ, ảnh hưởng danh dự, có ý gì? Rãnh gửi nuôi miễn phí ban đầu được làm từ linh thạch phế liệu, linh lực còn lại bên trong rất yếu, còn chứa xạ, tuyến phế thải phức tạp rối loạn, dù góp một phần nhỏ giúp sủng thú trưởng thành, nhưng có xác suất cao khiến sủng thú biến dị. Chậc, biết ngay mà, vậy tăng cấp đi, tiện mua luôn bà rãnh gửi nuôi. Mua thành công, trừ 500 điểm năng lượng, số lượng rãnh ngày mùng 5 tháng 9. Phí gửi nuôi mỗi giờ 100 tệ, rãnh gửi nuôi cấp 2 sẽ không bị biến dị, nhưng mỗi ngày một rãnh, tốn một điểm năng lượng, ký chủ tự thanh toán. Nếu điểm năng lượng không thể duy trì, rãnh gửi nuôi sẽ biến mất. Vui lòng mua cẩn thận. Ông chủ, anh sao vậy? Không sao, ba con gửi nuôi 3 ngày thu phí 21.600. Kết toán trước đi. Được được, biểu hiện thật đáng sợ. Ông chủ này kỳ quái thật, kiểm tra tài khoản có 21.600, đã chuyển thành điểm năng lượng, điểm còn thừa 291. Ký chủ phát động nhiệm vụ chi nhánh, hoàn thành đơn đặt hàng bồi dưỡng sủng thú đầu tiên. Yêu cầu nhiệm vụ, cửa hàng xuất phẩm nhất định là tinh phẩm. Ký chủ cần bồi dưỡng chiến lược sủng thú của khách hàng gấp đôi ban đầu trở lên. Ban thưởng nhiệm vụ 3 phần nguyên lực đan sơ cấp, thời hạn 3 ngày, nhiệm vụ thất bại trừ 10 điểm tích lũy. Xin hỏi có tiếp nhận không? Phải bồi dưỡng tư chất của Tiểu Khô Lâu đến trung cấp thượng đẳng. Chỉ khi ở cấp 1 chiến lược lên tới cấp 7 mới có thể cùng so sánh. Muốn bồi dưỡng chuột Lôi Quang cấp 2 đến cấp 7 còn dễ ăn hơn. Vừa lúc làm hai loại nhiệm vụ cùng nhau, nhận. Vậy là đã hết chấp 10 rồi. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký để nhận được những video mới nhất từ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.